Tại thôn Thành Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, dòng sông Ba khô cạn kéo theo mạch nước ngầm nơi đây bị thiếu hụt đã khiến cho gần 500 hộ dân nơi đây thường xuyên phải sống trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt. Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, do thiếu nước sản xuất nên vụ lúa đông xuân 2016, chính quyền địa phương nơi đây đã vận động nhân dân chuyển đổi từ 230 ha lúa xuống còn 180 ha. Nhưng với tình trạng khô cạn nguồn nước như hiện nay, dự kiến diện tích lúa của địa phương này phải tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc xây dựng những nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Ba đã làm thay đổi quy luật tự nhiên vốn có của dòng sông, nhất là thủy điện Bậc Thang, mùa mưa thủy điện xả lũ lớn gây ngập lụt, xói lở, thiệt hại nghiêm trọng. Còn mùa nắng, thủy điện tích nước đã làm các trạm bơm không có nước để bơm tưới, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.